Xin chào mọi người, hôm nay Lộc gửi đến mọi người báo giá khuyến mãi và chương trình sự kiện của Volkswagen Central tháng 9 2020. Thứ nhất là phần giá xe và khuyến mãi. Giá xe Polo Hatchback 2019 695 triệu. Đặc biệt, có hai chiếc xe Polo Hatchback 2019 màu nâu được giảm giá 12%, tương đương 80 triệu. Polo Hatchback 2020 giá xe 695 triệu, khuyến mãi 1 năm bảo hiểm thân xe, phim cách nhiệt 3M phủ nano và 2 năm bảo dưỡng miễn phí. Passat Lumotion 2 giá xe 1 tỷ 480, khuyến mãi 12% giá trị xe, tương đương 177 triệu, quà tặng phim cách nhiệt 3M phủ nano, 2 năm bảo dưỡng miễn phí và bảo hiểm vật chất xe 1 năm, voucher 20 triệu. T1 Highline giá 1 tỷ 729 triệu, khuyến mãi 12% giá trị xe, tương đương 207 triệu. Và có chương trình phim nano bảo hiểm thân xe, 2 năm bảo dưỡng xe. T1 Luxury Topline giá 1 tỷ 799 triệu, khuyến mãi 120 triệu, đồng thời được tặng phim nano bảo hiểm vật chất xe và 2 năm bảo dưỡng miễn phí. T1 Luxury S giá 1 tỷ 869 triệu, khuyến mãi 60 triệu tiền mặt và chương trình được tặng thêm phim nano bảo hiểm vật chất xe, 2 năm bảo dưỡng miễn phí. Về chương trình sự kiện trong tháng 9, Volkswagen Central sẽ có 2 sự kiện trong tháng 9, 2 sự kiện lái thử tại quận 2 và quận Thủ Đức. Trong 2 sự kiện này, Volkswagen Central sẽ để cho quý khách hàng một chương trình đặc biệt khi khách hàng quyết định mua trong khi tổ chức 2 sự kiện này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Mọi người hãy subscribe kênh của Lộc để theo dõi những video báo giá, chương trình khuyến mãi cũng như sự kiện của hãng xe Volkswagen tại Việt Nam.